của Đấng Kitô, do An Phaolô, người ca sĩ của tình mến vô bờ, người luôn hát ca, người gọi chúng ta hãy mau chung lời cùng hát vang, cùng hát vang, hát mãi ca mến thương. Người đi kêu gọi nhân loại hát những lời tình yêu, vì tình yêu cho đời sự sống, sự sống Chúa ban tặng cho ta. Người đi kêu gọi mỗi người hãy biết chung phần dựng xây nền văn minh của sự sống, sự sống luôn xanh màu hy vọng. Do An Phaolô, người ca sĩ của Đấng Kitô, sĩ của tình mến vô bờ, người luôn hát ca, người gọi chúng ta hãy mau chung lời cùng hát vang, cùng hát vang, hát bài ca mến thương. Sĩ của Đấng Kitô, do An Phaolô, người ca sĩ của tình mến vô bờ, người luôn hát ca, người gọi chúng ta hãy mau chung lời cùng hát vang, cùng hát vang, hát bài ca mến thương. Người đi đi về cõi trời mà tiếng ca còn ở đây trong lòng dân Chúa, để tiếng ca vang tận thiên thu. Bài ca vẫn còn kéo dài từ trái tim và bàn tay, người mọi nơi xây đời hiệp nhất để sống như tình yêu Ngài. Do An Phaolô, người ca sĩ của Đấng Kitô, do An Phaolô, người ca sĩ của tình mến vô bờ, người luôn hát ca, người gọi chúng ta hãy mau chung lời cùng hát vang, cùng hát vang, hát bài ca mến vòng tay lớn, nói anh em.
và làm cho bạn đồng hương đang vũ điệu mà. Để tình người luôn yêu thương và hiểu nhau. Chúng con trước khi đi vào đề tài chia sẻ, cha thấy và cần phải biểu dương ngay. Đầu tiên, từ xa vào nhà thờ thì thấy một cái khung cảnh có cái dàn sân khấu rất là mới, rất là đẹp và đáng biểu dương. Khi cha được biết các bạn trẻ trong giáo xứ đây đã hùn hạp với nhau, rồi nhờ người nọ người kia, và các bạn trẻ đã bỏ thời giờ, rồi dùng chính cái khả năng Chúa ban cho của mình để hàn, để làm cái khung của cái dàn sân khấu này, mà cha nghĩ là rất là to lớn, cũng rất là chắc chắn, và nhất là cũng rất là tôn kém. Cái đề tài hôm nay cha muốn mời gọi và muốn chia sẻ với chúng con là chúng con hãy cộng tác với cha xứ, với hội đồng giáo xứ, với giới trẻ và tất cả những ai muốn xây dựng giáo hội. Giáo hội chúng con biết ai lập ra giáo hội? Ai lập ra giáo hội? Chúa nào? Hả? Giáo lý, cái từ Chúa nó kính trọng, nó cao cả, nhưng mà nói dễ hiểu. Cái hội mà chúng ta đang sống ở đây, hội này do ai lập? Do Đức Giêsu lập, hay nói theo cái từ gần gũi hơn, do ông Giêsu lập. Nhưng mà từ ông Giêsu xem ra có vẻ xa lạ quá, phải nói dễ hơn, do anh Giêsu lập. Bởi vì anh Giêsu mấy tuổi? Anh Giêsu mấy tuổi? 33 tuổi. Vậy cái hội mà Đức Giêsu, ngài Giêsu hay là ông Giêsu hay là anh Giêsu 33 tuổi, ở đây các bạn trẻ có ai, nhất là mấy anh em sau 33 tuổi, trong số các bạn trẻ giới trẻ, ban điều hành của giới trẻ có ai 33 tuổi chưa? 30 tuổi? Có ai trên 30 tuổi chưa? Đấy, thế thì cái đứng sáng lập ra cái vị đã khai sinh, đã lập ra cái hội mà bây giờ tất cả chúng ta theo, gọi là hội của Đức Giêsu. Và cái đứng sáng lập ra cái hội này có 33 tuổi. Vậy cái hội này phải mang một cái tính rất trẻ trung, rất là sức sống, sống động, chứ không phải là một cái hội già nua, thiếu sức sống hay là tê liệt. Vậy chắc chắn chúng con đã hiểu cha muốn nói và mời gọi chúng con hôm nay. Chúng ta hãy cộng tác, hãy suy nghĩ lại để góp công góp sức, làm cho cái bộ mặt, làm cho cái sức sống, cái diện mạo của cái hội của chúng ta
mà nói theo từ nhà đạo là giáo họ, giáo xứ, giáo phận của chúng ta được trẻ trung hóa lại. Chắc chắn không phải theo tinh thần là trẻ nít trở về lại 5-10 tuổi hồi như là trẻ em được, không phải. Mặc dầu cái người theo Chúa Kitô thì theo thời gian phải tăng trưởng, phải lớn lên và càng ngày càng lớn tuổi, và một số đông thì 70-80 tuổi. Nhưng mà cái chất lượng, cái nội dung, cái ý nghĩa, cái lý tưởng của cái hội mà Đức Giêsu đã lập ra, nó vẫn luôn luôn mang tính trẻ trung, mang tính sống động, mang tính toàn cầu thế giới mới có người theo. Còn nếu cái hội của Đức Giêsu lập ra chỉ dành cho một số ít người, những người già sắp chết hay là những người lớn tuổi mà không còn hoạt động được gì, tê liệt hết mọi hoạt động, thì chắc chắn Đức Giêsu không có ý lập ra cho những cái thành phần mà nhiều khi lại không sống động, và Ngài cũng không muốn cái hội của Ngài tê liệt hay là thụ động. Vậy thì hôm nay cha muốn nói với chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, làm thế nào để cho cái sinh hoạt, cái tổ chức của cái hội thánh, của hội của Chúa Giêsu ở trong địa phương của chúng con, mà hiện nay cha có nghe biết như trong hạt của chúng con đây là hạt Đông Hưng, có tất cả là 18 giáo xứ, là một trong những hạt có giáo xứ tương đối là đông nhất nhì trong giáo phận. Và hiện diện hôm nay có thể có một số đại diện của tất cả các hạt đó. Cho Chúa tình yêu ngày thúc bách, thúc bách, thúc bách tôi mang tin vui đến cho muôn nơi. Tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa, xin cha dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi.
trong tim dòng máu nóng sẽ đồng tình Chúa. Ta ra đi dành tình yêu bằng trái tim mình. Vì lời Chúa là ngọn đèn sẽ cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thương để phục vụ. Nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau trọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Con xin thân trọn kiếp sống thì anh lời Chúa, đem tin vui cho mọi nơi trên thế gian này. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, dân thân để phục vụ, nếu còn là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau trọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Trong tim dòng máu nóng dâng lòng tình Chúa, ta ra đi dây tình yêu bằng trái tim này. Vì lời Chúa là ngọn đèn sẽ cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, nhau chẳng tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Con xin thân trọn kiếp sống thì hành lời Chúa, đem tin vui cho mọi nơi từ thế gian này. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ. Chúa đã muốn cho thân doan Phaolô hai làm giáo hoàng để cai quản giáo hội hoàn vũ của Chúa. Chúng con lại xin Chúa nhờ lời giảng dạy của thánh nhân cho chúng con biết mở lòng đón nhận ân sủng cứu rỗi của Đức Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin dàn đại kèn trống của toàn giáo xứ cùng cử nhạc. Kính cha chính sứ cũng là cha quản hạt, trọng kính quý cha quý thầy quý dì, kính thưa quý viên chức hội đồng giáo xứ, toàn thể cộng đoàn anh chị em và đặc biệt các bạn trẻ và các em thiếu nhi hôm nay rất thân mến. Trước một khung cảnh bầu trời bao la, không khí trong lành và với một quang cảnh của nhà thờ hùng vĩ
với một sân khấu rất to lớn, đông đảo của giáo xứ An Lập hôm nay. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi, rất là hân hoan, vui mừng. Và chắc chắn cha Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng sẽ vui mừng khi nhìn xuống cộng đoàn chúng ta hôm nay. Thế rồi cùng với mẹ Maria mà Ngài rất yêu mến, dâng lên Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô, đứng sáng lập ra giáo hội, đứng sáng lập ra hội thánh của Ngài tại giáo phận Thái Bình Hưng Yên, đứng sáng lập ra hội thánh của Ngài tại giáo xứ An Lập và trong hạt Đông Hưng cũng như trong toàn giáo phận chúng ta. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa phán thế này: Gieo vui lên mừng Gia-cốp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố, Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Này ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đuôi, người què, kẻ mang thai, người ở cữ, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi. Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng. Trên đó chúng không còn vấp ngã, vì đối với Israel, ta là một người cha, còn đối với ta, Ephraim chính là con trưởng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa với chúng con, để chúng con mừng giáng hoan, để chúng con mừng giáng hoan. Hồi viếng Chúa lớn lao, cho ta thêm niềm vui qua bao tuyệt to, dân vĩ đại nhường ba. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối, mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông Aharon đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã được tôn mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người: Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, con là thượng tế theo phẩm thật Mê-si-kê-xê-đê. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Vinh danh Chúa. Khi ấy
Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bát-ti-mê. Con ông Ti-mê vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy, anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Và khách riêng, các bạn trẻ, các em thiếu nhi rất thân mến. Do quảng trường này rất là to, rất là lớn, cho nên cha muốn gần gũi hơn theo gương của Chúa Giêsu, gương của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, và hôm nay các bạn trẻ mừng kính. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, lời Chúa hôm nay chúng ta vừa nghe thuật lại tình thương của Chúa chữa bệnh mù lòa cho một người thanh niên tên là Bát-ti-mê. Qua đó chúng ta suy gẫm và chúng ta ứng dụng cho nhiều cái sự mù tối, mù lòa ở nơi chúng ta, trong một cái áp dụng, cái ứng dụng của lời Chúa. Vì suy niệm, suy gẫm lời Chúa ở trên lý thuyết trên cao mà không đem ứng dụng, không thực hành thì không ích lợi gì. Ví như mình đề cao, mình suy gẫm về viên ngọc quý, về kho báu cao cả, nhưng mình vẫn nghèo, vẫn đói, không ăn được miếng nào cả. Trong khi đề cao một cái bữa tiệc thịnh soạn, sang trọng của vua chúa, mà mình chẳng bao giờ được ăn tí nào, thì suy gẫm đề cao, hoan hô, biểu dương cái bữa tiệc linh đình của vua chúa, hay đề cao những giá trị cao siêu mầu nhiệm về trời đất, hay là về những cái kho báu, mà mình thì vẫn cứ khổ cực, nghèo đói, túng thiếu, xem ra không thực tế. Vậy hôm nay cũng là ngày dành riêng cho chúng con, các riêng những người trẻ, để đề cao, suy tôn, cảm ơn, biểu dương một cái vị anh hùng, một vị thánh, lời chúc tụng của chúng ta đề cao nhiều hơn nữa cũng bằng thừa, không cần thiết, vì ngày hôm nay Ngài đang ở trên trời. Vậy tổng hợp lại như vậy, chúng ta rút ra một cái điều mà cha cũng rất tâm đắc, và hồi nãy cha đã chia sẻ cho nhiều người. Hôm nay có đông đủ cộng đoàn ở trong giáo xứ, cha muốn tổng kết lại cái trái tim cũng như lãnh đạo, cuộc đời lãnh đạo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là cho cả nhân loại, nhưng Ngài dành ưu tiên và quan tâm đặc biệt tới cái thành phần trẻ, tương lai của giáo hội cũng như của nhân loại, của thế giới. Lời tin mừng quang bài là ba bài đầu cũng nói lên cho chúng ta cái sự lạc quan, cái sự tin tưởng, cái sự vui mừng, mặc dù chúng ta mù tối, dù chúng ta yếu kém, dù chúng ta tội lỗi, nhưng Chúa từ trời xuống là mang ánh sáng, mang sự giải thoát, mang ân sủng, mang tình thương đến để giải thoát chúng ta, để cứu chúng ta ra khỏi những cái sự mù tối tự nhiên về khuyết tật, về bệnh tật, về thể xác, mù mắt, v.v.
và những cái loạn mù về sự cố chấp, về sự thiếu hiểu biết về tinh thần, về luân lý đạo đức. Lẽ ra chúng ta biết có ánh sáng, chúng ta phải sống theo ánh sáng. Nhưng trong chúng ta có một cái sự mù tối cố chấp, chúng ta chống lại và chúng ta chấp nhận, cứ nhắm mắt lại và cố chấp ở mù ở lì trong những cái mù tối của chúng ta. Vậy hôm nay Chúa tới giải thoát chúng ta, giải phóng chúng ta ra khỏi cái sự mù tối về mọi phương diện, và chúng ta áp dụng ra thì nó rất là thực tế, rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Ai ai trong chúng ta mặc dầu có mắt sáng nhưng mà có nhiều lĩnh vực, nhiều cái góc cạnh đang là mù, bị mù một cách trầm trọng, nhất là tự mình làm mù đôi mắt của mình, tự mình làm mù cái trí tuệ đầu óc của mình, không chịu mở ra, không chịu nhìn xem, không chịu đón nhận. Trong khi học hành tiến bộ là nhờ nhìn, nghe, xem, hành động, bắt chước, đó là bí quyết của văn minh, của khoa học, của tiến bộ. Do đó những người chẳng may bị mù, bị khuyết tật tay chân, bị tê liệt, khổ sở cho họ tiến bộ biết chừng nào. Vậy Đức Giêsu thanh niên 33 tuổi lập ra cái hội thánh mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Giáo hội Công giáo, Giáo phận Thái Bình Hưng Yên, Giáo xứ An Lập, Giáo họ Tây Lạc, vân vân. Tất cả cái mục đích của những cái hội này giống như cái quả tạng, nếu nó khô héo, nó chán chường, không có hấp dẫn, không có gì cả thì không ai trong chúng ta phấn khởi lãnh nhận cái quả tặng này. Vì thế chúng ta thấy cần thiết, và qua giáo lý, qua bồi dưỡng, chúng ta đã hiểu rất là nhiều về khía cạnh. Hôm nay chúng ta chỉ dừng lại trên một cái điểm. Chúng ta có nhiệm vụ, có trách nhiệm kết riêng những người lớn tuổi, mặc dù tuổi tác mình lớn rồi nhưng mà cái quà tặng này vẫn còn sống động, vẫn còn trẻ trung và vẫn còn hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta nhớ Chúa Trời vốn là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài hạ mình xuống, cúi xuống, hạ mình xuống, mặc lấy cái tính xác thịt tầm thường của một con người. Ngài không sống như một Thiên Chúa, như một ông vua ở đâu trên trời cao sang. Mặc dù bản chất Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền để sống vương đế như một Chúa Trời, một tạo hóa, một Thiên Chúa, một ông vua trên các vua. Nhưng mà Ngài đã hạ mình xuống tới mức độ cho người con của Ngài vốn là một vua, vua của các vua, chúa của các chúa, mà hạ mình xuống để mặc lấy gần gũi với con người. Rồi Ngài sinh ra không phải chọn một cái gia đình giàu sang, Ngài sinh ra trong một gia đình rất nghèo nàn. Và cuộc đời của Ngài cũng vô tên vô tuổi, không ai biết đến, và chỉ biết con của một ông thợ mộc, của một bà Maria, trong một làng quê rất vô danh, Nazareth. Và rồi khi Ngài ra, Ngài giảng dạy, Ngài không sống như trình nhung lụa của một ông vua. Ngài đi khắp mọi nơi, Ngài xuống tới mọi thành phần, người nghèo, người đói, người túng thiếu, Ngài hạ mình xuống, người ăn uống giống như mọi người. Tới mức độ Ngài nói con chim còn có cái tổ để nó ở, mà con người không có cái cục đá, không có cái nơi để gối đầu. Tức là Ngài hạ mình xuống. Và cuối cùng chúng ta biết Ngài được đối xử, bị đối xử như thế nào, bị giết chết, nhục nhã, đau thương trên thập giá. Đó là đứng lập ra hội thánh của chúng ta, mà giáo phận, giáo xứ ngày hôm nay chúng ta có nhiệm vụ kế thừa và thể hiện sống lại. Vô hình chung, trước tới giờ nhiều người trong chúng ta cứ có cảm giác và cứ nghĩ thờ phượng Ngài trên cao, Ngài xa lạ, xa cách với chúng ta, và chúng ta nói tới Ngài
thì chúng ta sợ hãi và không dám ngỏ, không dám nhìn lên, không dám đến với Ngài. Vậy đây là một cái chương trình mà chúng ta phải được cân nhắc lại, xem xét lại và được giải thích lại qua giáo lý, qua các cử hành, các quy tích, nhiệm vụ của các linh mục cũng như là các giáo lý viên, và nhất là chúng ta. Bấy lâu nay chúng ta sống một cách quá xa cách, trong khi Chúa dùng các quy tích, đặc biệt chóc nữa trên bàn thờ. Nếu chúng ta tin và hiểu đúng và bớt đi cái mù quáng trong cái sự cố chấp không chịu nghe, không chịu thực hành, Ngài hạ mình xuống tới bước mượn cái bánh, cái ăn uống hàng ngày để hóa thân vào trong cái bánh, để chúng ta ăn vào bất chấp cái tình trạng hôi hám của miệng lưỡi bụng dạ chúng ta, bất chấp cái tình trạng xấu xa tội lỗi luân lý của chúng ta. Nhưng mà Ngài chủ trương, Ngài không muốn sống ở trên trời cao xa mà Ngài hạ mình xuống. Anh chị em thân mến và các bạn trẻ thân mến, tuy người hành khất bị mù lòa phần xác, nhưng tâm hồn anh là sáng suốt nhận ra Chúa. Chúng ta là những người may mắn có đôi mắt sáng, nhưng đôi khi lại đuôi mù trước những ơn lành mà Chúa đã ban qua những người anh em đang sống xung quanh chúng ta. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, chúng ta hãy dâng lên Người những lời nguyện xin. Chúa đã đến trần gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn làm trọn sứ mạng của mình trong tinh thần phục vụ. Chúng ta cùng chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết tôn trọng thời gian Chúa ban để học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong cuộc sống thượng, vì gương xấu của một số người, nhất là sách báo và những băng hình đồ trụy đã làm hư hỏng nhiều người trẻ, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giới trẻ ngoan xa lánh những tệ nạn ấy để có được cuộc sống lành mạnh và tích cực tham gia làm cho xã hội được tốt đẹp và phát triển. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Trong cuộc sống ngày nay, tệ nạn xã hội đã làm không biết bao nhiêu người trẻ đã bán rẻ nhân phẩm và danh dự của mình vì nghèo đói, vì đua đòi ăn chơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, cách riêng là những người trẻ, tránh xa các cạm bẫy tinh vi này để khỏi chôn vùi cuộc đời mình trong hố sâu tội lỗi. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngày nay có nhiều người Kitô hữu, nhất là những người trẻ, cho rằng cầu nguyện không còn cần thiết nữa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, hiểu rằng cầu nguyện rất cần thiết cho đời sống đức tin, giống như dầu cần cho đèn. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Muôn phương hợp nhất dâng lên Chúa Trời. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng trí ái, hòa cùng với lời cảm tạ vì những ơn lành Chúa đã rộng ban, chúng con cùng quy tụ về đây để dâng lên tấm lòng tri ân cảm tạ. Con dâng lên Chúa mỗi ngày đời con, lòng son kính Chúa yêu người là hương thơm ngát, con dâng Chúa Trời.
xin cho lời nguyện như hương trầm bay tỏa trước thiên nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Nhận lấy những lời nguyện ước của chúng con hiệp dâng Chúa. Xin Chúa cho chúng con nên một như lòng Chúa muốn. Tay con dâng Chúa những tan chảy trong đời sống chứng nhân, là chết, là nhỏ bé, là hiến thân, nguyện dâng lên ánh sáng đời chúng ta, ánh nến mà sáng phải tan chảy ra. Xin dâng lên Chúa những lần chúng con đã chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tha nhân chúng con. Xin Chúa thánh hóa để chúng con được trở nên tinh tuyển với Đức Kitô phục sinh. Hoa năm sắc đã giải niềm, lại dâng cổ điển, lại dâng kim đề, trước bàn thờ Chúa một bề, hoa làm trăng trắng hướng về Thái Dương, đó hoa tươi nở ngát hương cho đời. Xin dâng lên Chúa những tháng ngày chúng con hăng say học hành, lao động không ngại gian nan vất vả. Xin Chúa nhận lấy tấm lòng của chúng con, để như đóa hoa kia hằng tỏa hương thơm ngào ngạt trước nhan uy linh của Ngài. Bao trái ngon kết tinh khắp mọi miền, bao quả ngọt được thấm mồ hôi, cùng về đây dâng lên Cha nhân lành những hoa trái của tình yêu dương thế. Chúng con xin dâng lên Chúa những hoa trái triển nở trong mối tình trong sáng của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ, cùng chung lòng tiến dâng. Rượu hồng bánh trắng con dâng, biến thành của lễ tri ân ngàn đời, hiệp lòng cùng với muôn người, con xin chúc tụng vua trời cao trao. Lòng con no thỏa khát khao, sắc hồn dưỡng con nào thiếu chi, nhờ ơn thánh hóa diệu kỳ, trái nho lên rượu lúa thành bánh thơm. Bao nhiêu vất vả chúng con xin làm của lễ hy sinh dâng Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa những hy sinh lao nhọc trong đời sống, để hiệp thông với những đau khổ chưa Chúa Giêsu phải trải qua như hỷ lễ toàn thiêu. Xin Chúa thương thánh hóa. Chúa ơi, dâng Chúa trọn đời bao nhiêu sứ khổ vui buồn của con. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thơ cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Giáo hoàng Phanxicô, Đức giám mục Phêrô chúng con, Đức giám mục Phanxicô Xavier và toàn thể hàng giáo sĩ. Một vài giây phút chúng ta thinh lặng cầu nguyện riêng. Chúng ta xin Chúa thương tất cả mọi người trong toàn giáo phận, kể riêng những người nghèo đói, túng thiếu, ốm đau, bệnh tật,
những người Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, và xin Chúa thương cách riêng những người trẻ là tương lai hy vọng của giáo hội Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Chúa chẳng đáng Chúa cớ vào nhà con, đứng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lần mạng. Của bí tích chúng con vừa cử hành để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với người, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Giám mục giáo phận Thái Bình, kính thưa cha xứ Luca, thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý tụng, quý ban hội đồng mục vụ, các giáo xứ, quý cộng đoàn và quý bạn trẻ. Nhờ hồng ân Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria, nhờ ơn phù trợ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, quan thầy giới trẻ giáo xứ chúng con. Hôm nay đây, cha xứ, giới trẻ trong giáo hạt Đông Hưng và các bạn trẻ khách mời là ở giáo xứ Cam Châu, giáo hạt Thái Thụy, cùng chúng con long trọng mừng kính Thánh quan thầy. Chúng con càng vui mừng hơn nữa khi được Đức Cha về hiệp dâng thánh lễ, cũng như đã dành thời gian huấn dụ và lắng nghe tâm tình của giới trẻ chúng con, mặc dù công việc mục vụ của Đức Cha vô cùng bộn bề. Lời đầu tiên, chúng con chẳng biết nói gì với tất cả tấm lòng con thảo. Chúng con xin kính dâng lên Đức Cha lời cảm tạ, tâm tình tri ân của chúng con. Thưa Đức Cha, nhờ tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa, nhờ hàng tuần có thánh lễ mà cha xứ dành riêng cho chúng con, nhờ các bí tích và sức mạnh của lời Chúa nâng đỡ, từ đó đã khiến giới trẻ giáo xứ chúng con dần dần đi lên và phát triển không ngừng. Trải qua những năm tháng với sự hướng dẫn của Đức Cha và cha quản xứ, hôm nay đây nhìn lại chúng con nhận thấy rõ tình yêu mà hồng ân Thiên Chúa luôn tuôn đổ dồi dào trên giới trẻ chúng con. Nhờ đó chúng con đã được hiệp nhất, đức tin và lòng đạo đã được củng cố. Tất cả những điều đó là hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng con qua lời cầu bầu của Đức Cha, cha xứ Luca, quý thầy phó tế, và nhờ biết bao nhiêu lời cầu nguyện cũng như sự giúp đỡ của giáo xứ cùng quý ân nhân xa gần. Trong giây phút thiêng liêng này, thay mặt cho giới trẻ giáo xứ một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha, cha xứ Luca, quý thầy phó tế. Xin Thiên Chúa ghi nhận công lao của Đức Cha, cha xứ và thầy phó tế đền đáp thay cho chúng con. Chúng con xin được cảm ơn quý ban hội đồng giáo xứ giáo họ đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con về vật chất cũng như tinh thần trong mọi hoạt động. Chúng con xin được cảm ơn quý ban ngành đoàn hội đã phục vụ chúng con và theo dõi sát chúng con trong toàn bộ quá trình của chúng con.
Kính thưa quý cộng đoàn, chúng con luôn tự hào khi bản thân được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Lập địa linh nhân kiệt. Và chúng con càng tự hào hơn nữa khi mang trong mình dòng máu thánh từ đạo Đa Minh Bùi Văn Úy. Can đảm, anh dũng, tôi xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ. Chúng con luôn nhớ về vị thánh quê hương của mình để làm cốt lõi của đời sống thường nhật. Chúng con càng ý thức hơn được việc phát triển và xây dựng quê hương giáo xứ để không phụ tấm kỳ vọng của bậc cha anh đã tiến bước đi trước. Và trên con đường phát triển này, chúng con không ngừng chiên cảm tạ cộng đoàn giáo xứ đã luôn che chở, nâng đỡ, khích lệ chúng con. Từng bước chân chúng con bước đi là sự dìu dắt thương yêu của cộng đoàn dân Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Đức Cha, Cha xứ, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hội đồng mục vụ, quý ban ngành và đặc biệt là quý cộng đoàn và cùng quý bạn trẻ, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và đặc biệt là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô mà chúng ta cùng mừng kính hôm nay. Một lần nữa, giới trẻ chúng con xin được tri ân cảm tạ. Kính thưa quý cha, quý thầy, kính thưa Đức Cha, ca sứ, quý thầy phó tế và tất cả cộng đồng dân Chúa. Trong khi tổ chức, chúng con không thể tránh khỏi mọi khiếm khuyết. Chúng con xin được mọi người lượng thứ. Nhân danh Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang hiện diện ở đây và những ai có lòng ao ước, đã thực lòng ăn năn tội thật, có xưng tội và rước lễ. Vậy, anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho Đức Cha Giáo Phận và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta. Và anh chị em hãy cố gắng sống thánh thiện, tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với Hội Thánh. Anh chị em hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em theo lòng khoan dung của Ngài và cho anh chị em cảm nhận được sự khôn ngoan xin ơn cứu độ. Amen. Xin Ngài luôn nuôi dưỡng anh chị em bằng giáo lý đức tin và cho anh chị em được kiên tâm bền chí thực hiện các việc lành thân. Amen. Xin Thiên Chúa dần bước anh chị em đến với Ngài và tỏ cho anh chị em con đường dẫn tới bình an và bác ai. Nhờ lời cầu bầu của Đức Tin Nữ Maria và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Trẻ chúng ta hãy cùng hòa mình và sống với điệu nhạc bằng những tràng vỗ tay theo điệu nhạc cùng với các bạn thiếu nhi thính kỷ. Xin mời các bạn ạ. Giáo xứ là gia đình của những người lắm còn Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã được thành hoa. Chúng con chân thành cộng tác với nhau để cùng dựng xây giáo xứ.
quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn và tất cả các bạn trẻ thân mến. Thánh giáo hoàng John Paul II được biết đến như là một vị giáo hoàng của giới trẻ. Không chỉ là sự gần gũi và thân thiện với các bạn trẻ, mà ngài còn là nguồn cảm hứng và động lực cho những người trẻ vững bước trên hành trình đức tin trong thời đại hôm nay. Là một thủ lãnh của giáo hội trên ngai tòa thánh Phaero, tuy nhiên ngài luôn tỏ lời với giới trẻ bằng những ngôn ngữ rất thân mật. Ngài gọi họ là các bạn. Ngài nói: hỡi các bạn trẻ, cha yêu chúng con như những người cùng trang lứa, tri ân tri kỷ. Và với lời tuyên bố mạnh mẽ, đừng sợ, mà tất cả các bạn trẻ ở đây chúng ta đều biết, ngay trong bài diễn văn nhậm chức giáo hoàng, ngài đã nói lên sự tin tưởng và phó thác tuyệt đối và sự quan phòng của Chúa trong lịch sử và trong giáo hội. Vì những lý do đó nên giới trẻ giáo xứ An Lập chúng con đã tin tưởng và nhận ngài làm quan thầy bảo trợ từ những ngày đầu tiên thành lập, để ngày hôm nay trong niềm hân hoan mừng lễ Thánh giáo hoàng John Paul II của cả giáo hội, giới trẻ giáo xứ An Lập chúng con đã tổ chức chương trình hoan ca mừng lễ quan thầy giới trẻ Thánh giáo hoàng John Paul II. Ngay bây giờ chúng con xin được trân trọng kính mời Đức Cha lên sân khấu để cùng có đôi lời chúc mừng cho lễ quan thầy của giới trẻ giáo xứ An Lập. Bên cạnh đó, Đức Cha sẽ làm một nhiệm vụ rất là quan trọng thay chúng con ngày hôm nay, đó chính là trao những giải thưởng cho những đội bóng, những đội cầu lông đã xuất sắc vô địch trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đồng hồ tràng vào tay để chào đón sự hiện của Đức Cha chủ trang của giáo hội Tây Nguyên. Bây giờ cha chỉ nói một cái cảm tưởng để rồi khai mạc và trao phần thưởng cho chúng con. Đặc biệt vừa tham dự và chứng kiến cái hoạt cảnh múa của các em thiếu nhi, cha có cái cảm tưởng chúng ta vừa và đang thu hoạch cái vụ mùa ở trong khắp giáo phận chúng ta, Hưng Yên và Thái Bình. Một vài nơi Hưng Yên đã thu hoạch xong vụ mùa, ở Thái Bình chúng ta một số nơi cũng đã thu hoạch xong, một số nơi đang và sắp sửa xong. Vậy cha nhìn vào các em thiếu nhi ở trên sân khấu vừa rồi, cha nghĩ tới một cái vụ mùa mà mọi người chúng ta vừa thu hoạch. Và vụ mùa vừa rồi có những cái thu hoạch, có cái hoa lợi. Nghe biết lúa rất là tốt, đó có một điều đáng mừng. Vì đối với quê hương Thái Bình, Hưng Yên chúng ta, đại đa số sống bằng nghề nông và vụ mùa trở nên cái sự sống quan trọng cho mọi người. Cho nên chúng ta vui mừng vì có một cái vụ mùa phong phú và nhiều hoa trái. Xong vụ mùa chưa xong và ngay lập tức sau khi thu hoạch thì người nông dân, cha mẹ chúng ta làm gì? Ngay lập tức cải tạo lại đất, bắt đầu gieo một vụ mùa mới. Thì cũng vậy, có nhiều cái hoa trái của các bạn trẻ chúng con đã mọc lên, nó ra bông ra trái, và ngay lập tức chúng ta lại bắt đầu một vụ mùa mới, bắt đầu lại phân bón, gieo và chăm sóc cho nó mọc lên. Vậy cha nhìn thấy cả một cái cánh đồng rất là hứa hẹn cho cả giáo phận và cách riêng cho giáo xứ An Lập ở đây. Hôm nay cha có nhiều giờ quan sát từ chiều cho tới nay, cha nhìn xuống thấy như một thành phố của giáo xứ An Lập, khắp nơi đầy hoa đèn sáng sủa, chẳng khác nào thành phố. Vậy cha cầu chúc cho cái vụ mùa mà hôm nay chúng ta bắt đầu gieo lại, chăm sóc, và chúng con là những hạt giống rất là hứa hẹn, rất là tương lai. Vậy cha cầu nguyện cầu chúc để chúng con khai mạc cái hội thao hôm nay, và nhất là những cái công việc của ngày hôm nay, hôm qua hôm nay, đó là những cái chăm sóc rất là quý hóa cho chúng con. Cầu chúc để chúng con mọc lên trở thành những cái bông hoa tốt đẹp cho xã hội cũng như cho giáo hội. Dạ vâng ạ, thay mặt tất cả các bạn giới trẻ và các bạn thiếu nhi thính thể, chúng ta hãy cùng đồng hồ tràng đây để cảm ơn lời chúc rất là chân thành và ý nghĩa và sâu sắc của Đức Cha. Và ngay bây giờ chúng con rất mong muốn Đức Cha hãy dành một lời để chính thức khai mạc chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Rồi, cha
long trọng khai mạc chương trình văn nghệ mừng thánh bổn mạng thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II bổn mạng của giới trẻ chúng con bắt đầu. Cùng luôn với chúng con để cùng trao giải với chúng con trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng xướng tên những đội mà đã giành được chiến thắng trong cả ngày hôm nay, trong những đội cầu lâu, những đội bóng của nam và đội bóng nữ. Chúng tôi xin được mời, trước hết là chúng tôi sẽ trao giải cầu lâu trước. Đó là nhất nam là giáo sứ Hà Xá và nhất nữ cũng là giáo sứ Hà Xá. Xin mời cả, xin mời các bạn giáo sứ Hà Xá chúng ta hãy chơi bước sân khấu ạ, để cùng nhận giải của ban tổ chức. Chúng ta có xin được trân trọng kính mời Đức Cha và Cha Chánh Sứ sẽ cùng giúp chúng con làm nhiệm vụ trao giải cho các bạn giới trẻ. Xin kính mời ạ. Giáo sứ Tây Làng, xin mời giáo sứ Quỳnh Lan, giáo sứ Hà Xá, giáo sứ Nam Lỗ, giáo sứ Phục Lễ, sinh viên Công giáo Thái Bình Hà Nội, giáo sứ Phú Lạc và đoàn thanh niên Sa Hồng Giang, xin mời tất cả các bạn hãy nhanh chân bước lên sân khấu để cùng nhận giải của ban tổ chức ạ. Chúng tôi xin được công bố giải ba trong cuộc thi bóng đá nam. Xin được chúc mừng đồng giải ba giáo sứ An Lập và giáo sứ Cam Châu. Xin mời đại diện của hai đội bóng lên sân khấu. Xin cảm ơn tất cả các bạn, xin chúc mừng các bạn và xin mời các bạn trở về vị trí của mình. Giáo sứ Tân Mỹ đã giành giải nhì cho cuộc thi bóng đá nam hôm nay. Hy vọng rằng là trong giải đấu năm sau thì đội bóng giáo sứ Tân Mỹ sẽ tiếp tục cùng đồng hành với giới trẻ giáo sứ An Lập. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các bạn. Và xin cảm ơn bạn. Vô địch trong giải bóng đá nam ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chúc mừng đội bóng giáo sứ. Xin mời Đức Cha hãy trao cờ và sau đó là trao cúp vô địch cho đội bóng giáo sứ Tuần Túy. Các bạn thân mến, đội bóng giáo sứ Tuần Túy đến tham dự giải bóng đá cúp bóng đá giáo hoàng Gioan Phaolô II của giới trẻ giáo sứ An Lập. Đội bóng giáo sứ Tuần Túy đã rất cố gắng và tạo nên nhiều bất ngờ trong giải đấu năm nay. Một lần nữa chúng ta hãy cùng đồng cháu đây để xem cúp vô địch. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng nhau ăn mừng thật là vui trên sân khấu đây. Và xin mời các máy quay, máy chụp ảnh cùng những chiếc điện thoại smartphone, xin mời các bạn hãy chụp những bức ảnh đẹp nhất để các bạn chỉ có một khoảnh khắc duy nhất là giơ cúp lên và cùng ăn mừng với những chàng các bạn tôi ạ. Xin mời các bạn hãy nở những nụ cười thật tươi và cùng ăn mừng trong chiến thắng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Tây Thiên Chúa khắp yêu con qua ngàn năm mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đôi cao, Ngài đã hiến mình vì anh, bởi yêu thánh nhân lòng anh, Chúa xuống trần nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giê-xu chết treo khổ giá, tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân khắp
của các bạn giới trẻ ở xứ Hà Xá. Các bạn giới trẻ thân mến, nếu như văn học dùng ngôn ngữ để thể hiện, âm nhạc dùng những giai điệu để thể hiện, thì có lẽ rằng nghệ thuật múa lại dùng những ngôn ngữ hình thể của các diễn viên để truyền tải thông điệp dành cho tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia tay những điệu múa uyển chuyển của các cô gái đến từ giới trẻ ở xứ Hà Xá. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một màn biểu diễn rất là đặc sắc mà có lẽ rằng các bạn cũng dễ nhận ra thôi, bởi vì là trong chương trình văn nghệ nào thì các bạn cũng sẽ được gặp. Tuy nhiên thì ngày hôm nay các bà các chị đến từ hội cổng chiêng của xứ An Lập đã mặc một trang phục rất là khác, và chắc chắn rằng là sẽ mang đến những giai điệu cổng chiêng khác dành tặng quý vị, đặc biệt là các bạn giới trẻ đến từ giáo mặt Đông Hưng cũng như các bạn giới trẻ đến từ các giáo mặt khác. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng một tràng pháo tay để chào mừng sự xuất hiện của các cô, các bà, các chị trong hội cổng chiêng xứ An Lập, và chúng ta hãy cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ của các bà các chị hãy đem lại cho chúng ta. Các bạn giới trẻ giáo xứ Cam Châu ạ. Giới trẻ giáo xứ Cam Châu không ạ? Giới trẻ giáo xứ Cam Châu, chúng ta hãy cùng là một tràng pháo tay để chúc mừng các bạn giới trẻ giáo xứ Cam Châu ạ. Để cho con sơn đã tội lỗi, giờ đây con đang là con đã khác rồi, con muốn được thu quên hết đi. Cuộc đời hôm nay ta con già rồi, con không muốn vui mình trong đêm, con không muốn đi tìm thú vui cuộc đời này. Lần này
sao chờ nghe một câu thôi. Một thời ba năm con có thích được ở đây không? Nếu câu trả lời là có, con hãy đến đây để luôn hôn đi. Cha đã chuẩn bị cho con có mọi thứ để con lên đường. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì con vẫn quyết không hối tiếc khi ngày hôm nay đã nói đi. Vâng, xin được cảm ơn các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Cang Châu. Một tiết mục văn nghệ mà đây là sự hợp tác giữa hai giáo xứ đến từ giáo xứ Tràng Quan và giáo xứ Phục Lễ với cử điệu Ra Khơi Cùng Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng đồng một tràng pháo tay để chào đón các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Phục Lễ và Tràng Quan. Sứ Tràng Quan. Các bạn giới trẻ thân mến, qua hai tiết mục vừa rồi thì các bạn thấy rằng là các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ nào mới đẹp hơn ạ? Ai cổ vũ cho giáo xứ Tràng Quan giơ tay ạ? Wow, rất nhiều. 1 2 3 4 5 6 7 cuối bài làm dấu qua phần thể hiện song ca của anh Kỳ và Gia Quyết. Chúng ta hãy cùng đồng một tràng pháo tay để chào đón các bạn giới trẻ giáo xứ An Lộc. Thank you.
Và Gia Quyết có lẽ rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giáo sứ Ân Lập. Phần này trước quý vị khán giả. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua các bạn giới trẻ giáo sứ Ân Lập đã rất cố gắng không ngừng học hỏi những tinh hoa văn hóa từ các hội giới trẻ khác, từ các hội sinh viên khác. Để rồi ngày hôm nay các bạn giới trẻ giáo sứ Ân Lập đã có một phần rất là đặc biệt và thú vị ngay bây giờ. Đó là phần gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình của chúng tôi. Lòng
Chào, chào tất cả các anh. Hôm nay ở đây có chuyện gì mà rôm? Anh em tôi ở đây thì là Đức Trẻ. Tôi là Dĩ Dĩ, giáo sư An Lập. An Lập ạ. Giới trẻ ấy, giới trẻ An Lập ấy, không phải ai thích là vào được đâu. Đúng rồi. Vào ấy, có điều kiện. Có điều kiện là gì nhỉ? Thứ nhất là phải ngoan, không ngoan nào. Ngoan Trường ơi. Không ngoan thì có điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là gì? Đẹp trai. Đúng rồi đấy. Hai cái này. Em nói của An Lập. Trời ơi. Hai cái này thì tôi thấy ở ông. Em cái này. Như thế nào? Nói thật, em không đẹp. Em không đẹp trai, nhưng mà không bằng các anh chị được. Đúng. Chị có gì chắc chắn rồi. Thế thì chú thể hiện đi chứ. Thì anh thích thể hiện đi. Chiêu gì? Thì chú có cái tài gì chú thể hiện ra xem nào. Chị nghe đi này, nhìn chiêu em này. Yeah. Em ở nhà em còn nấu cơm nước cho mẹ. Chị làm được gì? Ăn mấy bữa. Anh sao? Ăn nấu cơm. Quán nấu cơm, quán nấu cơm. Thế thì chị vẫn còn chưa biết. Em á, giặt quần áo, giúp bố mẹ còn nhiều lắm, không kể được. Thằng này khá. Tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình. Mình phục mình thật. Văn thơ giỏi quá. Quả này mới chết với ông con ạ. Xinh lắm, con này xinh. Được, quả này mới chết với ông. Này, tối nay sinh hoạt giới trẻ, ông có đi không? Lại sinh hoạt à? Ừ. Đi cho nó vui. Thế mấy giờ đấy? 7 giờ. Nay thứ mấy nhỉ? Nay thứ 7. Thứ 7 à? Ừ, cuối tuần. Cuối tuần à? Đi. Mẹ dặn nha. Ui giời, chán thế. Để lần sau nhá. Sinh hoạt. Suốt ngày sinh hoạt mà không thấy chán à? Anh hả? Ở Huy ạ? Anh làm gì đấy? Đang gánh cả thế giới trên vai chú. Ủa? Anh đang chơi game mà sao anh bảo anh gánh cả thế giới trên vai? Chết nữa, anh chết nó đi. Anh chết nó đi. Biết cái gì mà giết. Không, anh em thấy anh đang cầm cái kiếm này. Anh chém đi. Ừ, rồi. Dạ anh ơi. Em thử đâu, nghe nó không. Trời ơi. Này đi đâu? Em á, em đi học đang định rủ anh học với trẻ. Em học với trẻ à? Vâng. Anh có đi không? Em mà thấy lâu lắm rồi đấy, từ cái hồi anh đỗ cấp 3 giờ. Em có thấy anh học với trẻ đâu. Toàn mấy cái vụ gì hoắt hoắt là cũng nhảy vào đi luôn. Cái thằng này láo, ta đi học suốt đấy, mà chỉ đi vụ hoắt thôi. Ôi trời, anh hoắt mà cũng nói. Thế này đứa trẻ có vụ gì? Đứa trẻ cũng thông báo là chủ đi học để chuẩn bị đi chơi đấy. Đi chơi? Đi đâu đấy? Em cũng biết đâu, nay họp để lên kế hoạch anh ạ. Thế này em mới đến sớm em chụp anh ấy. Em biết là anh thích đi chơi rồi. Thế thằng lại nói láo. Thôi được rồi, nể nay này sao? Anh sẽ đi sinh hoạt với trẻ hôm nay. Anh đi nhá, anh đi với em nhá. Rồi, anh đi với chú. Thôi được rồi, về để anh đi thay quần áo rồi. Anh thay quần áo rồi, em đứng cửa đợi anh nhá. Rồi, về nhá. Em về nhá. Hay nhỉ, lại được đi chơi. Được, cứ có chơi. Với ăn, thì ta đấy. Không chơi với ăn. Ở nhà thôi. Thank you.
này chị quá nhỉ, làm gì đấy? Đọc mấy bài văn. Văn nó hay chuyện đấy. Dạo này thấy hai cười lắm nhá, nghi lắm nhá. Hay là có anh nào hả? Có đâu. Thấy bẻ đi chơi tối suốt. Đâu, có mỗi thứ bảy mà. Đi lên nhà xứ ấy. Một đứa trẻ. Đứa trẻ? Vui không? Lắm. Đi không? Thế tớ có tham gia được không? Được chứ. Được ạ. Thôi được rồi. Mai đi chưa? Rồi, mai đi. Đó nhá. Ok. Đấy. Nhớ nhá. Nghe gọi tia nắng long lanh qua hàng mi. Chờ nụ cười em tươi lung lên chân phố. Ngày ngủ như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời. Chào mẹ. ai đấy? Mới về. Sếp về. Xinh ghê. Ôi. Xinh thật. Bỏ đây. Mày xấu thế. Tao chẳng biết đâu mà xấu nhỉ. Xấu quá luôn. Ngờ đâu. Tôi biết làm sao chứ. Thật xấu đấy. Cái cỡ bão này quay thế. Nhìn lên xinh như kia. Nhưng mà em cũng tội xấu hơn đứa một tí nữa. Chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu. Chào mẹ. Ai đấy? Mình mới. Nãy em giới thiệu anh đấy. Ở đâu? Sinh nhất Long Tiên mà sắp bằng người yêu cũ của tao á. Đúng rồi. Mày để anh làm gì đấy? Đi lên đây hỏi sao mày? Đang còn một lần đá. Thật xinh lắm. Thôi bạn ơi, có đến tham gia thì chúng tớ là hôm nay cũng đi tham gia giới trẻ cơ à. Cười nhỉ, người ta tham gia là tốt chứ gì mới thế. Thôi đi vào tham gia hoạt động đấy đi. Thôi đất. Góp cùi góp than, muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui từ những niềm vui góp về. Start twerking like Miley, twerking like Miley. Chào mày. Hôm nay tao có một chuyện rất là buồn. Chuyện nhưng mà đây, chuyện buồn còn qua đi. Chuyện vui lạ tới đây nè. Em mời anh. Anh hút ạ? À? Anh hút đi anh, em mời anh. Em mời anh. Anh con rồi em ạ. Người lớn ngại hút thuốc nhưng mà thôi cho anh. Anh cảm ơn. Chúng mày là nó nói phét. Nhất là thằng này nhá, nói phét vì chấm nữa. Đừng có nói. Đừng có nói. Tao không
phải nói phét đâu, tao nói thật đấy, mày không mẹ biết thì thôi nhá. Cái thằng này á, một ngày á gì nữa mày thật chém tần thật chém đến tay cái chúa mày nghĩ thế nào đi. Chứ các bạn đừng nói nữa để cho bạn ra bên đây thằng bên đê kìa rồi hai pha kìa đi về đây. Alo mẹ, mày quay mặt đi lại mẹ chén. Mẹ suốt ngày mẹ. Vâng, con nào vào dưới trẻ nhá. Lát con về mẹ ngủ trước đi. Dạ vâng. Vâng. Mẹ lại mẹ. Thôi đi về đi. Đi về đây. Đi về đi. Mẹ quay về đi. Nhưng mà tao không thể về được bây giờ bởi tao đang diễn kịch mà bọn mày không biết à. Lắm. Để lâu lâu thôi. Ai gọi đây? Alo mẹ à? Vâng, vâng, con đang học giới trẻ, lát con về. Dạ vâng, mẹ ngủ trước đi nhá. Vâng. I'ma try to do the things that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like tryna beat me 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back pick it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spinning it low. When I throw it up, start twerking like Miley. Mẹ ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Trong tiếng ru hời vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ. À ơi, à ơi, chúc bé ngủ ngon. Hôm nay chúng ta sẽ họp bàn về vấn đề rất quan trọng của chúng ta trong tháng này là tổ chức thánh lễ Quan Thầy. Như thường niên thì thánh lễ Quan Thầy của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 22. Nhưng năm nay ngày 22 thì lại rơi vào là ngày thứ 5. Anh có một ý kiến là muốn rời vào ngày Chủ nhật thì mọi người thấy như thế nào? Em có ý kiến ta nên rời vào ngày Chủ nhật để cho đông người hơn. Rồi, xin mời ý kiến của anh Huy. Em cũng thế ạ. Vâng, rất là hoan nghênh. Anh Huy, ý kiến ở đây còn quá các bạn nhá. Vâng, xin mời anh. Em thưa anh, thưa các bạn là ý kiến của em là em chưa nghĩ đến kiến. Cái thằng này. Như vậy là chúng ta đã tiến tới thống nhất là lùi vào ngày 25. Vậy thì ở đây có ai có ý kiến gì cho buổi đêm hoan ca ngày 25 cho thêm vô cùng đặc biệt hơn mọi năm không? Em có ý kiến. Rồi, chị. Theo em ý, thì là giới trẻ mình nên có nhiều tiết mục văn nghệ hơn nữa để thêm đặc sắc cho chương trình đúng mùa này. Đúng. Thế vậy là chúng ta phải múa nhiều mà. Đúng rồi. Nào Huy, đây múa kìa. Ngạc lắm. Huy có ý kiến gì không? Anh Huy, em giữa anh là múa thì em rất thích luôn, cực thích múa luôn. Mở thôi em đau lưng ạ. Anh Huy, anh này em rốt nhá. Anh Huy đau lưng à? Vâng, em đau lưng á. Sự cốt nó rụng gì? Rụng. À, anh bảo chung này. À. Em hôm qua mới đi học võ về, em đau chiền lắm. Đau chiền lắm, em xứng lần này. Đau. Đừng đau. Chú lại chém. Anh ơi, em có ý kiến này ạ.
vừa chiều nay em với nó đá bóng với nhau đấy. Mà mình nói dối ý. Hôm qua em thẩm định thật mà. Đấy, rồi. Thế còn Oanh, mọi năm vẫn múa đẹp và hay lắm. Năm nay em tham gia một tiết mục nhá. Anh ơi, mấy hôm nay em mua mắt chóng mặt đau đầu lắm. Em không tập đâu. Ý ra là thế. Đúng không? Mà hết cái bọn người tập văn nghệ này. Sư phụ. Đừng phải dính vào cái tay tao. Tay mày á? Tay tao mà. Tay tao mà. Đâu phải kiểm tra rồi nào. Chết đi. Đừng yên. Phải kiểm tra xem tận chủ xem nào. Ơ tay tao đây. Chấm gì tao nè. Ơ tay tao nhầm à? Không nhầm thì cái gì? Thằng này. Sao? Bây giờ ý kiến của mấy đứa thế nào? Không, em muốn anh ạ. Huy thì sao? Còn đau lưng không? Em hết đau lưng rồi ạ. Muốn được. Còn Trung thì sao? Còn đau chân không? Hết đau rồi. Vậy thì tốt. Bây giờ thì giải tán. Khỏe. Nhân dịp lễ quan thầy của giới trẻ giáo sư An Lộc, là một người đồng hành cùng với phong trào giới trẻ của giáo sư, tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả anh chị em giới trẻ trong giáo sư nhân dịp lễ quan thầy Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúc toàn thể anh chị em giới trẻ giáo sư An Lộc mỗi ngày một thăng tiến phát triển về tất cả mọi mặt, nhất là đời sống đức tin, noi gương Thánh tử đạo quê hương Đa Minh Bùi Văn Úy, luôn sống đức tin của mình và luôn làm gương sáng. Và một lần nữa, qua đời truyền cầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúc anh chị em giới trẻ giáo sư An Lộc đoàn kết, yêu thương và xây dựng phong trào giới trẻ cũng như giáo sư mỗi ngày một lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Xin gửi lời chúc mừng tới tất cả anh chị em giới trẻ giáo sư An Lộc. Giáo sư An Lộc thân mến, và đây chuẩn bị mừng đại lễ kính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, là một vị thánh của thời đại, một vị thánh mới nhất mà các bạn nhận qua thầy. Xin cho các bạn được nhiều giáo ơn Chúa và nhất là giáo gương là vị thánh thời đại mà các bạn đã nhận ngài và qua thầy để xứng đáng ngài và có nhiều ưu ái với các bạn trong cuộc sống hiện tại, bởi vì các bạn đã nhận ngài và con thầy vị thánh thời đại, đó là vị thánh mới nhất của giáo hội Công giáo. Là một người giáo dân trong giáo xứ An Lộc, tôi rất mong muốn giới trẻ giáo xứ An Lộc trước hết là đoàn kết, yêu thương để xây dựng giáo xứ An Lộc một ngày một thăng tiến và vững mạnh hơn. Xin chân thành cảm ơn. Sướng vang dâng ngàn.
cùng hướng mắt lên sân khấu để đón xem tiết mục văn nghệ hát song ca của các bạn giới trẻ giáo xứ Bồ Ngọc qua tiết mục hát với tựa đề Chúa Không Lầm. Xin giáo xứ Phú Lạc qua tiết mục múa Sâm Mầm Tình Yêu, chúng ta hãy cùng đồng một tràng hoa tay để chào mừng các bạn giới trẻ giáo xứ Phú Lạc. Hãy chào mừng tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đón mắt cơn đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc môi anh. Hãy chào mừng tình yêu sẽ gặp về hạnh phúc với người đã yêu thương. Sẽ thiết tha trong đời, trong đời về nhau niềm vui. Đó ta đi, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng vui với muôn nơi, cùng vui hạnh phúc giữa đời. Hãy tràn vào lòng đất những tình yêu. Xin cảm ơn các bạn giới trẻ đến từ giáo sư Phú Lạc, tựa đề Lá Thư Trần Thế. Xin mời các bạn hãy cùng đồng một tràng hoa tay để chào mừng các bạn giới trẻ đến từ giáo sư Tất Trung ạ. Các bạn giới trẻ giáo xứ Tân Mỹ đã
rất xuất sắc để có thể giành giải nhì trong cuộc thi bóng đá nam ngày hôm nay đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các bạn đến từ giới trẻ giáo xứ Tân Mỹ qua cử điệu hiến tế. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón các bạn giới trẻ giáo xứ Tân Mỹ. Chúng ta sẽ được chào đón đoàn thanh niên Sao Hồng Giang trên sân khấu này với một tiết mục văn nghệ. Đó là tiết mục gì? Chúng ta hãy cùng nổ tràng pháo tay để chào mừng đoàn thanh niên Sao Hồng Giang. Ngay bây giờ xin mời sự xuất hiện trên sân khấu của các bạn giới trẻ giáo xứ Thuần Túy. Bàn tay Thiên Chúa rất yêu con qua ngàn năm, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đôi cao, Ngài đã hiến mình vì ai, bởi yêu thế nhân lầm than. Chúa xuống trần gian tìm về chân lý, nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giê-xu chết treo khổ giá, tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau quê trời. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối tiên dạt dào ngọt ngào tình yêu mây xưa. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, tàu vời tình cha con hát ca muôn đời trăm. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các bạn giới trẻ giáo xứ Quỳnh Lan. Để Chúa hơn là một con thao thức tuốt cần thâu, chờ mong sao vì đàn ai khao khát nước buồn trời. Để Chúa hơn xin ngài thương mau đến thăm biên con, vì con đây là phải mong Chúa đến thăm con. Phú giáo, tiết mục múa đến từ giáo xứ Duyên Lão và tiết mục múa đến từ giáo xứ Nam Lỗ. Trước hết chúng ta sẽ cùng góp mặt và xuất hiện trên sân khấu sự xuất hiện của các bạn giới trẻ giáo xứ Phú giáo với bài hát, với bài múa sắc hoa. Chúng ta hãy cùng đồng một tràng pháo tay để chào đón các bạn giới trẻ giáo xứ Phú giáo.
vẫn lòng cậy trong đấy thôi. Nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối bị cùng, biển khơi muôn trùng sóng xô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.